Xin chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Clip này xin giới thiệu với quý vị các bạn chiếc âm ly Akufei E308 mới cập bến Bá Hùng Audio. Và em này thì về với tình trạng là đẹp xuất sắc, nguyên zin 100%, kèm thêm là đầy đủ điều khiển, phụ kiện zin theo máy. Thưa quý vị các bạn, có thể nói rằng một em đẹp và hiếm như này thì đẹp và xuất sắc như này thì rất khá là hiếm trên thị trường để kiếm được một em mà còn có thể nói rằng quá là đẹp, không một điểm trừ nào, thưa quý vị và các bạn. Đó. Và em này thì bên em đang có mức giao lưu với mọi người là 66 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Akufei E308 chất lượng tuyệt vời, hình thức đẹp xuất sắc, đầy đủ điều khiển phụ kiện, mức giá giao lưu 66 triệu đồng, hàng tuyển chọn rất đẹp. Đó, chúng ta cùng nhìn ngắm, cùng xem chi tiết nhé. Em này thì có thể nói rằng nó là một trong những cái dòng máy trên dưới 60 triệu được anh em lựa chọn rất nhiều. Đó. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua các cái tính năng, các cái núm nút của âm ly nhé. Đó. Bên tay trái là núm selector. Nói chung là vẫn là mang một cái phong cách thiết kế truyền thống của Akufei. Ở bên trái là selector, bên phải là volume. Đầy đủ các tính năng chỉnh bass, chép, pa lăng, cân bằng loa, lau nớt, bật tắt mạch âm sắc, rồi tắt đồng hồ vu, rồi mono site. Và chiếc ly này thì cũng có thể trở thành một chiếc pao hoặc là một chiếc pre độc lập khi mà chúng ta nhấn vào cái nút Exit Pre này. Đó. Và cũng có thể chơi được hai cặp loa A và B, hoặc là đánh song song cùng lúc cả hai cặp A cộng B. Đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta xem là chất lượng máy tuyển chọn nó đẹp như nào, đúng không ạ? Và em này thì có giải trở kháng rộng từ 4 đến 16 ohm, thoải mái ghép được với hầu hết mọi loại loa. Đó. Từ 4 đến 16 ohm, có công suất là 200W trên hai kênh, mức trở kháng là 8 ohm. Đó, có thể chơi được một cặp loa A, một cặp loa B, hoặc đánh đồng thời cả hai cặp A cộng B, rất là tuyệt vời, rất là tiện lợi. Và có 3 đường đường điện out ra để chúng ta có thể cắm các cái thiết bị đầu CD hay DAC các thứ vào, có công suất là dưới 200W thì sử dụng vào đây rất là ok. Và em này thì cũng có thể là chuyển điện qua lại từ 100 cho tới 220V. Đó, rất là tiện lợi, chúng ta không cần phải mua thêm đổi điện. Nhưng nếu như gia đình dùng, chúng ta nên có biến áp cách ly và lọc điện. Đó là điều mà không thể thiếu được cho cái nguồn điện của một chiếc máy. Đó. Made in Japan này. Công suất tiêu thụ điện là 255W. Đó. Ngoài ra chúng ta có hai cổng option để chúng ta có thể kết nối với lại cạc DAC này, hoặc là kết nối với lại cạc phono để chúng ta chơi. Đó, mà chúng ta nếu như không có nhu cầu chơi hai cái đó thì chúng ta không phải bỏ thêm tiền cho hai cái mạch đó. Đó là một điều rất là văn minh của Akufei đã thiết kế. Đó. Rất đẹp đúng không ạ? Em này thì thực sự rằng hiếm vô cùng với cái tình trạng mà đẹp như này. Đó. Bên em hôm nay tuyển chọn được một em có thể nói rằng quá xuất sắc để về phục vụ mọi người. Quý vị các bạn lưu ý là có đầy đủ điều khiển dây nguồn, phụ kiện chính hãng, mức giá giao lưu là 66 triệu đồng. Rồi chúng ta cùng nhau test âm thanh nhá, thưa quý vị các bạn. Làm chi đêm đêm về tương nhớ, gặp nhau làm chi thương nhớ mênh mông. Người yêu dù ta say giấc mộng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi sao đêm dài buồn thế, gặp nhau làm chi lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ
Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn